Xin chào các bác đến với kênh Xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Và em là Kiên Xe đạp, chủ cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com. Và trong video này em sẽ review với các bác một mẫu xe đạp đua mang thương hiệu mà Merida, có model là Rai 903. Và rất nhiều các bác quan tâm đến xe đạp đua. Xe đạp đua thì thường có rất là nhiều thương hiệu, và cái thương hiệu Merida thì ở trên thế giới thì cũng được rất là nhiều người tin dùng và khá là nổi tiếng, thuộc hạng nhất nhì ở bên thị trường Mỹ. Ở thị trường Mỹ thì có thương hiệu Zion hay là thương hiệu Merida rất là nổi tiếng. Và cửa hàng em thì cũng đang mới về một số cái dòng xe đạp đua hiệu Merida, từ cao cấp cho đến thấp trung bình, trung cấp. Đấy, để phục vụ các bác trong những cái thời gian gần đây. Thì bây giờ em sẽ tiến hành review chiếc xe đạp đua Merida Rai 903 màu bạc, và mới về cửa hàng trong những cái ngày gần đây. Vâng, và trong khung hình đây thì các bác đang nhìn thấy là chiếc xe đạp đua Rai này, Rai 903 Merida. Cái phần nước sơn này còn khá là mới, mỗi tội là cái tên Merida này nó hơi bị bạc một tí cái sơn này, còn về phần sơn là còn khá là đẹp, phần sơn là khá là đẹp. Xe này thì là khung nhôm này. Đấy, xe đua thì tất cả là bọn em nhập thì đều là khung nhôm hết để cho nó nhẹ. Nó nhẹ và đời mới thì mới có khung nhôm, mà cao cấp mới có khung nhôm. Đây, như các bác có thể nhìn thấy là center. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái dòng chữ là center to top 48 cm, có nghĩa là cái size của cái xe đạp này là 48, size 48. Size 48 là size từ trung tâm của trục đạp cho đến khóa yên là 48 cm. Về phần nước sơn của xe thì rất khá là mới, em đánh giá khá là mới, khoảng 90% chỉ bị bạc mấy chỗ cái chỉ đen này thôi. Thế còn về phần đuôi này khá là mới. Đằng sau của chúng ta được trang bị bộ đề là Shimano 2300. Nhiều bác thắc mắc là thế tại sao cái đề này ghi là Shimano mà nó không có chữ gì hết, Tourlay hay là Sora. Thì đây là bộ Shimano 2300, cái đời 2300 này thì 2300 ấy, hay còn gọi là 2300 ấy. Thì Shimano 2300 này thì không có đề chữ, mà chỉ có màu đã nhận dạng của nó là màu bạc. Và thường trang bị cho những cái xe mà 8 líp, 8 tốc độ. Thì các bác có thể tìm hiểu thêm Shimano 2300 ở trên Google. Đấy. Và đi cùng với đó là líp thả 8 tầng. Líp thả 8 tầng. Xích của chúng ta thì hơi ham một chút, nhưng mà em đã kiểm tra cái xích của chúng ta thì không bị trùng quá. Xích của chúng ta là rất còn căng và không bị trùng, cho nên là em không thay thế và để nguyên han, hơi han một chút, nhưng mà sử dụng rất là ok. Vâng, và đương nhiên rồi thì xe đua của chúng ta thì thường sẽ được trang bị vành 700C, và ở trong cái video này thì là vành của chúng ta là rất là cao thành. Điều đó làm cho chiếc xe rất là cứng chắc, vành rất là cứng chắc và là gọi là vành xé gió. Van của chúng ta là gọi dùng sử dụng van hạt gạo. Sử dụng van hạt gạo. Đằng trước của chúng ta thì chúng ta có một cũng bộ đùi đĩa cho theo bộ của Shimano 2300. Shimano luôn. Và gạt đĩa cũng là Shimano 2300.
Đây là những cái mã ký hiệu của dòng xe chính hãng Merida. Nhờ mã tem vạch này. Chính hãng thì những cái xe chính hãng này nó mới có ấy. Trên cọc yên của chúng ta là cọc chu vi là 27,2 cm. Và yên là yên xe đua dạng nướt gió, rất là mỏng và đẹp. Lên trên của phần phía trên thì chúng ta có một cái càng xe đua theo xe, và càng này bằng nhôm. Đằng trước thì chúng ta cũng có bánh cặp bánh 700C đồng bộ với bánh đằng sau. Về phần sơn thì em đánh giá là chiếc này còn rất là mới. Đây, chúng ta có trang được trang bị bên tay phải là tay lắc chuyển số, bên tay phải là chuyển níp, còn bên tay trái là chuyển đĩa. Sơn của chiếc này thì khá đẹp, đánh giá còn khoảng trên 90%. Sơn hầu như là không có một vết xước to nào cả. Bên này cũng đùi Shimano luôn. Cái này là chủ cũ, là trước người ta dán keo này, em chưa đánh xi nên là nó hơi bẩn thôi. Cái này là keo, đánh đi là sạch. Dán keo đánh xi đi là sạch, em chưa đánh. Xa xe là có size là 48 các bác nhá. Size 48. Xe đua thì thường sẽ sử dụng cụm phanh là cụm phanh V. Đây, như các bác có thể thấy là cụm phanh V. Rất là phổ biến trong dòng xe đua. Đây là tổng thể chiếc xe. Tổng thể chiếc xe nhìn từ bên này thì hiện tại xe đang để yên là cũng em thấy là khá cao, còn yên có thể cho thấp xuống. Nói chung là xe là size của xe là size 48 mà có thể cho thấp xuống được. Đấy, đây là tổng thể của chiếc xe. Ngoài ra em còn đó có rất là nhiều xe đạp thể thao khác, thì có quý vị và các bác chú ý đón xem những cái video là sau em sẽ làm video review về tất tập các cái xe này. Vâng, và em đã hoàn thành xong cái video review xe đạp đua mang thương hiệu là Merida và model là Giai 903. Vâng, và nếu mà các bác quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ở trên Facebook thì hãy kết bạn với em bằng qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Còn nếu ở trên YouTube thì các bác hãy like video và ấn đăng ký kênh để ủng hộ em làm những video tiếp theo. Ngoài ra thì em có kinh doanh thêm một cái mặt hàng, đó là đồng hồ đeo tay, sách tay từ bên Nhật, các thương hiệu nổi tiếng như là Seiko, Orient, Citizen, thì các bác có thể tìm hiểu sản phẩm đồng hồ đeo tay Nhật Bản qua Facebook Kiên Đồ Cũ. Và trên YouTube các bác cũng tìm Kiên Đồ Cũ Facebook và YouTube để xem những cái sản phẩm đồng hồ đeo tay. Và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt ạ.